ngày hôm nay Hoàng lại tiếp tục cái công việc yêu thích của mình, đó là giao xe, mà lần này là một nữ diễn viên tuổi đời còn rất là trẻ, rất là xinh đẹp và nổi tiếng. Thì trước đây cộng đồng mạng đặt tên cho cô bé này có biệt danh là Hot Girl trà sữa vạn người mê, rất là trong sáng, thánh thiện. Nhưng mà sau đó Hoàng thấy hình như là cô ta đã chuyển sang một cái hình tượng khác, quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn rất là nhiều, và đã có những cái bộ phim rất là thành công, ví dụ như là Những Tháng Năm Rực Rỡ nè, Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa nè, và nhiều bộ phim khác rất là thích, và cái phim đặc biệt là cái phim Người Bất Tử nữa. Thì nói tới đây các bạn có thể đoán ra được ai chưa? Đó chính là nữ diễn viên trẻ Chuồn Vũ. Và đặc biệt hơn, cái ngày hôm nay cũng là sát cái ngày sinh nhật của Chuồn Vũ, thành ra Hoàng sẽ có một cái món quà bất ngờ dành cho nữ diễn viên này. Các bạn cùng Hoàng đón xem. Đây đây, các bạn xem tất cả các công đoạn Hoàng đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây, Chuồn Vũ rất là dễ thương, xinh đẹp, đúng không? Đây, cực kỳ dễ thương. Thì các bạn cùng Hoàng đợi chút xíu nhé. Điều đầu tiên anh muốn hỏi Chuồn là không biết là anh được biết là đây là chiếc xe đầu tiên của em. Dạ, thì không biết là cái động lực nào khiến em chọn Mercedes để mà mua chiếc xe đó là chiếc xe đầu tiên của em, có thể chia sẻ với anh được không? Dạ, chắc là bởi vì lý do thứ nhất là bởi vì là chiếc xe đầu tiên mà em tập lái của mẹ, cho nên là em có ấn tượng rất là đậm về mẹ. Và sau này khi mà mua xe thì em cũng nghĩ là xe lần đầu tiên mình mua cũng phải là cái chiếc xe đó. Nghĩa là em cũng đã từng sau đó khi mình biết lái rồi cũng đã từng lái thử những chiếc xe khác rồi, những nhãn hiệu khác rồi, nhưng mà để chốt lại thì không có cái nào mà em thấy thích được mình cả. Thì là như anh thấy là em đang hoạt động rất là tốt ở bên lĩnh vực là điện ảnh, thì không biết là sắp tới em có định là tham gia thêm một số lĩnh vực khác không, em có thể chia sẻ với anh và cũng như là các bạn không? Thì theo như mọi người biết là em là Trung cũng là diễn viên điện ảnh, và dạo gần đây thì Trung có ra mắt một cuốn sách ở Autobook, thì gọi là lấn sang lĩnh vực sách mà thì nhưng mà nó là sách ảnh thôi. Nhưng mà trước mắt thì mình cứ tập trung vào cái chuyên môn điện ảnh là chính, tại vì để mà lấn sang lĩnh vực khác thì mình cần phải xong, mình cần phải hoàn thiện nốt cái lĩnh vực của mình đã, thì có gì khi mà sau này khi mà ở cái lĩnh vực này ổn định rồi sẽ nói chuyện làm phát sóng. Cảm ơn em. Thì là còn thêm một cái điều cuối cùng nữa, thì là anh được biết là anh có theo dõi cái Facebook của em, thì anh thấy là em nói tiếng Thái rất là hay. Thì không biết em có thể nói với anh một cái câu chuyện mà nó hơi dài dài tí bằng tiếng Thái chứ. Toàn tiếng Thái không phải. Tiếng Thái không phải. Vậy rồi sao em có sắp thành công không, sao em hiểu được? Thì em nói sao em nói là giùm anh, giống như là em chia sẻ về về những cái đam mê và những cái gì đó trong cuộc sống của em. Sadika, tôi còn đang hả? Sadika, Jun, จริงๆ แล้ว Jun เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับรถแต่ว่าตั้งแต่วันที่ Jun เรียนขับรถแล้วก็ขับเป็นแล้วก็กลายเป็นคนว่าก็กลายเป็นคนที่ชอบรถมากๆแล้วก็เริ่มแบบหาข้อมูลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับรถเพื่อจะได้รู้ว่าแบบคันไหนที่แบบจะเหมาะกับตัวเองแล้วก็คันไหนที่จะแบบคุ้มที่จะซื้อแล้วในที่สุดจุนก็จะซื้อแม็กนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนึ่งคือเป็นคันแรกที่จุนฝึกขับมาก่อนสองก็คือว่าทุกคนก็บอกว่าถ้าซื้อรถให้เหี่ยวงงเหี่ยวงงถ้าซื้อรถต้องเป็นรถเริ่มจากรถที่ถูกก่อนแล้วก็ค่อยซื้อรถแพงแต่จุนไม่เห็นด้วยจุนเห็นว่ารถเนี้ยมันเป็นเพื่อนของเรามันควรจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเราด้วยเพราะฉะนั้นคันแรกที่เราซื้อรถต้องจะเป็นคันที่เราชอบแล้วซื้อได้ด้วย
Sawadika. Đây em sắp thay đổi cho. Thì một phần giống như Jun vừa chia sẻ trước đó là về câu chuyện là tại sao lại chọn mày, thì giống như em vừa nói là tại vì một phần là em bắt đầu lại mày nên cho nên là em có ấn tượng rất là mạnh với mày. Và ngoài ra thì giống như mọi người hay nói là chiếc xe đầu tiên thường mình nên mua xe nào mà rẻ thôi, đến chạy là có bị chảy gì thì cũng không có tiếc. Nhưng mà em thì lại nghĩ khác, em nghĩ là cái chiếc xe mà mình mua thì nó nên là một cái xe phù hợp với mình, nhất là phù hợp, thứ hai là phải là chiếc xe mình thích ngay từ đầu. Tại vì xe thì là một cái gì mà mình phương tiện đi lại mình dùng hàng ngày nữa, mà khi mà mình có chiếc xe mà mình cực kỳ yêu thích và mình rất muốn lái thì mình sẽ có thêm động lực. Như ví dụ như là em rất là lười đi ra ngoài, nhưng mà từ khi có xe em sẽ muốn đi ra ngoài chơi nhiều hơn, và khi đi làm thì em cũng sẽ có động lực, sẽ vui hơn. Giống như là vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Sawadika. Thank you.